Trong phần cuối của chuyện nhà nông sáng hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Vượng, Phó viện trưởng Viện Bảo vệ Thực vật Trung ương sẽ giúp bà con cách làm mạ trong vụ mùa này. Kính chào bà con, tôi xin chia sẻ với bà con cách làm mạ cũng như là chuẩn bị giống trước khi gieo thẳng. Tùy theo cái điều kiện của bà con cũng như từng địa phương, bà con có thể chọn các cái cách làm mạ khác nhau, đó là mạ dược, mạ nền cứng, mạ lốc, thậm chí là quỹ đất quá eo hẹp và thời vụ quá cấp kíp thì bà con cũng có thể dùng khay để mà gieo mạ. Một việc nữa mà có thể là không phải lo đất làm mạ, đó là cái việc gieo thẳng hay là còn có nơi gọi là gieo vãi. Tuy nhiên cái việc gieo thẳng và gieo vãi trong vụ mùa thì chỉ có thể thích hợp trên những cái nền đất mà có cao hoặc là vàn cao và thoát nước tốt. Đất mà gieo mạ hoặc là gieo vãi thì bà con phải quan tâm đến là làm đất nhuyễn, san phẳng và không có các lỗ chỗ để tránh các cái chỗ trũng cây mạ và cây lúa chết. Trong vụ mùa thì cái việc làm mạ và gieo thẳng thường sau khi gieo có rất là nhiều đối tượng sâu bệnh hại gây hại, ví dụ như là rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy xanh đuôi đen là những cái vector truyền bệnh virus vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen hoặc là vàng lá di động, cũng như là bọ trĩ, bọ phấn. Để mà chủ động trong cái phòng trừ những đối tượng này thì sau khi hạt giống đã ngâm ủ nứt nanh, bà con nên sử dụng một số hóa chất mà có ở địa bàn để mà xử lý hạt giống như là Enado hoặc Cruiser Plus. Và trong vụ mùa bà con chỉ nên gieo mạ và gieo lúa rau thẳng vào sáng sớm hoặc chiều mát. Việc sử dụng các Cruiser có thể chủ động phòng chống các đối tượng sâu hại chích hút đầu vụ, các cái bệnh virus, cũng như Cruiser nó tăng cái khả năng mọc rễ của cây lúa và tăng cái khả năng cây mạ và cây lúa sinh trưởng phát triển khỏe. Chúc bà con thành công.